Rồi, chào các bác. Hôm nay lên sóng cho các bác một em đồng hồ để bàn cực đẹp Vaco Tokyo Japan. Em này full hộp luôn. Em tháo ra thì các bác sẽ rất là thích. Full hộp mới 100%. Đây các bác nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Em này thì em ý là đồng mạ vàng, rất là đẹp. Đây, em sẽ khui hộp cho anh em xem. Này, 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 này. Khui hộp cho anh em xem rồi này. Em sẽ còn mấy cái chứng nhận của hãng thôi. Đấy, đây là một miếng xốp. Rồi bây giờ đến em sản phẩm chính đây. Rồi. Em này mà các bác vào làm quà biếu thì thực sự là đỉnh cao luôn các bác. Đây sản phẩm đây. Đây để em cho cao lên cho các bác nhìn. Đây anh em có thể thấy nó là được làm nguyên khối cho nên là nó rất là đẹp và cầm nó rất là nặng tay nhé anh em nhé. Đây cầm rất là nặng tay luôn. Đây vàng nguyên khối luôn, nó như một cái khối vàng, tức là nó làm bằng đồng xong người ta mạ vàng, nó rất là đẹp. Em này thì nhỏ nhắn xinh xắn thôi, nhưng mà chính vì nó full hộp cho nên anh em làm quà biếu rất là ok. Ở đây thì nó có một cái núm mình mở ra, ở trong lại chạy một viên pin tiểu. Đó, đóng vào như một cánh cửa. Rất là đẹp luôn. Đây. Anh em nhìn. Để cho lên cao để các bác nhìn nhé. Cho lên cao để các bác nhìn cho nó rõ. Đây. Đây. Đó. Anh em nhìn thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Cái này các bác làm quà thì tuyệt vời luôn. Kể cả biếu sếp nhé. Đấy. Bây giờ mà biếu sếp vài triệu thì đúng là nó không có cái không thấy cái gì rồi. Em này em bán với giá là 2.700.000. 2.700.000 các bác nhé. Full hộp luôn. Mới cứng 100%. Bây giờ mang đi biếu tầm khoảng 2.700.000, không biết biếu cái gì thì cái này quả biếu hết ý luôn. Chạy một viên pin tiểu, dễ chơi, dễ sử dụng. Hơn nữa thì rất là đẹp. Tới đây em sẽ về cho anh em thêm mấy món. Này, mấy món, ví dụ những cái em này cũng rất là đẹp này. Em đồng hồ cũng là đồng nguyên khối và mạ vàng, lỗ cơ, máy mạ vàng luôn. Em này thì cũng rất là đình đám, tuy nhiên thì em này không có hộp. Đấy. Em này không có hộp và độ mới thì đương nhiên là không phải 100% như em Vaco này. Đấy. Anh em ngọc. Ngắm dung nhan của em nó rất là đẹp luôn. Đây. Cho các bác xem. Rất là đẹp. Đó. Em này nhỏ nhắn nhé các bác nhá. Em này là gọi là nhỏ mà có võ. Chứ anh em mình không chơi kiểu to cao. Em này là nhỏ mà võ. Em ấy cao khoảng 12 hơn 12 cm. Chiều ngang của em nó là khoảng 9 cm. Cực đẹp luôn. Nguyên hộp. Đấy. 2.700.000.
khuôn hộp mới 100%, làm quà biếu tuyệt tuyệt đẹp luôn và không bao giờ bị đụng vàng. Những cái em đồng hồ Nhật bãi này nó rất là ít, mà kiếm được những em phù hợp để các bác làm quà biếu thì phải nói là rất là tuyệt vời. Anh em nào cân nhắc nhé, anh em nào cuối năm rồi đang có nhu cầu quà biếu ai đấy thì nghiên cứu món này, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, các cái nước mạ của nó rất là đẹp. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. À, em này không có chuông nữa nhá, tiếng chuông đấy là của mấy em đồng hồ cổ to của em thôi nhá.